Cái này cây này đúng là cây khỏe, từ nãy tìm mãi có cây này. Ba cây luôn. Ba cây này cái lá non nè. Lá non nó trải hả? Thì miền Nam gọi là trải, tức là nó cái viền lá nó lật ngửa ra phải không? Ờ. Anh có zoom được không ta? Để coi cây. Em để, đẹp. Em zoom. Đó đây. Trải mặt lá. À. Cái cây này khỏe nè. Mà cây trồng nào cũng vậy à. Nó phải như vậy. Nguyên một cây này nè. Ổn nè. Thứ nhất là cái lá nó phải trải, thứ hai là lá nó phải to. Thứ hai nữa là trên cái mình lá nè nó phải nứt kẻ thành nè. Đúng rồi. Mới khỏe. Đúng rồi. Nứt những cái đường kẻ thành rất là lớn. Dạ. Anh nắm một cây nào nữa, ba hai cây. Cây này khỏe. Cây này. Nhưng mà cây này bị sâu vẽ bùa. Cây có muối lại bị này. Mà cái sâu vẽ bùa này đó, nó nghĩ cái là phải buổi tối phun mới có hiệu quả. Sau 7-8 giờ đêm á, tới 3 giờ sáng á, chứ mà phun sớm là cũng không giải quyết được cái sâu vẽ bùa này. Cây bên này phải không anh? Cây bên này để sau vé bùa, sau này mình làm nó có thiên địch thì khoảng tháng 2 tháng sau là không có cực kỳ ít cái sau vé bùa này, nó phải có thiên địch chứ ai mà đâu mà 7-8 giờ đêm đi phun cực chết đi được. Nhưng mà lúc đó nó mới ra. Trời mát mà. Dạ lúc đó nó mới cái con này với lại trên cây bơ mùa này á, là con bỏ cánh cứng nha, nó ra bông nó thơm đó, là phải ban đêm, mà ban đêm mới sạch, ban ngày mà phun thì không bao giờ giải quyết được cánh cứng á. Nè đặc trưng là cây này khỏe, cái ngọn nó này nó phải lả lơi như vậy, lá nó phải to chứ mình nó tài thỏ là thua rồi, tài thỏ là có vấn đề rồi. Nên mình nhìn mấy cái cây thế này nè, cái ngọn này là cái ngọn này đặc trưng này là khỏe nè. Rồi. Thời kỳ lá lụa nó phải vậy. Dạ. Lá lụa nó phải như vậy. Dạ chứ đừng có để đến khi nó bị thành cái tay thỏ rồi mới xử lý.